chui 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 xin chào mọi người chui chui con 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 ta ta わかる。ゴッゴッゴッゴッ。それはくしゃみじゃないと、もしかして。え、くしゃみじゃない。ゴッゴッゴッゴッ。バーよ。そう？ドリーの。先生、ここ行った。先生、ここ行った？バー。先生。先生？うん、かわいい。うん、かわいい。え、今から私たち、イケアに行きます。広島に旅行に行った動画で、あのコメントでね、ちいちゃんって誰って、ちいちゃん、ちいちゃん。ちーちゃんって誰っていうコメントがあったんですけど、ちーちゃんは私たちのお姉さんです。私たちのっていうか、りんちゃんのお姉さん、私の義理のお姉さんです。でお姉さんも同じ福岡にいて、よく料理を作ってくれたり、るいちゃんのこと見てくれたりします。私はね、お兄ちゃんはいるんですけど、お姉ちゃんとか妹とかいないから、その女兄弟っていうの結構憧れがあって、お姉さんがね、福岡に来てからもう3年ぐらい、日本に来ては6年ぐらいですね。で福岡に来て3年ぐらい経って、もう今では本当のお姉さんのように一緒に遊んだりしてます。そのお姉さんがもうすぐ引っ越しをするということで、引っ越し祝いの家具を買いに IKEA に行きます。お姉さん最近ね、ビザが取れて仕事が始まったばっかりで、結構忙しいみたいだから、もう最近もあんまり会えてなくて、で、まあ、引っ越しの準備ももちろんね、する暇ないと思うんで、私たちが代わりにね、ちょっとサプライズでしてあげようと思います。とりあえず今日はね、 IKEA に買いに行って購入品紹介できるかな、まあ、ちょっと Vlog みたいな感じで、お見せしますね。でまた別の動画でお姉さんの家に家具を置いてっていう動画も撮りたいと思うので、楽しみにしててください。じゃあ行ってきます。チューバイバイして。バイバイ。đến rất là mọi người ơi, hầu như ở chỗ này thì toàn người Nhật đến đó mọi người ạ. Mình đến đây mấy lần rồi nhưng mà ít khi nào mà gặp người Việt ở đây lắm. Tại vì cái chỗ này nó cũng khá là xa trung tâm thành phố. Hôm nay mình với cả Kanago sẽ vào mua đồ để chuẩn bị cho chị Trang vào nhà mới nhé mọi người. Thật tự nhiên. Thật tự nhiên ra vì mắt. Mọi người nhìn nó phát là thấy luôn đúng không? Đây người ta sẽ bày, bày các cái không gian đồ mẫu ở đây. Mỗi một không gian nó sẽ khác, đồ khác nhau. Kanako thì thích chỗ này lắm, tại bởi vì Kanako thích sau này Kanako thích tự mình trang trí cho nhà của mình ấy. Mỗi lần đến đây là Kanako phải đi ở đây phải mất mấy tiếng mới thoát ra khỏi chỗ này. Cái không gian này thì mình nghĩ là cho người trưởng thành thích màu đen và thích màu trầm tối ấy. Mỗi không gian thì nó có sẽ có một cách phối đồ khác nhau. Nhìn để coi nhà rất là đẹp. Lui ちゃんにそんな高くない。3000くらい。でも置く場所なくない？リビングに。Đẹp nhỉ? Nhìn cái không gian bếp này. Đây là cái bàn ăn này. Đấy, mọi người nhìn là nó bày những cái đồ nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là đẹp. Khu sofa này. Nhiều đồ. お姉さん欲しいって言ったやつ。お姉さん絶対、うん、出すのがめんどくさいもん。何でも使える、あげるもできるし。これね、いいんだよね。これね、バジュってやる。1999。ああ。これじゃあね、見るのがね、新年。あ、一個あるよ、あるよ。風格、kiểu cổ cổ。で、cái này là dành cho những cái nhà mà có không gian hẹp ね。giường ở trên và bàn làm việc với sofa ở dưới luôn này.
Ủa. Mình cực kỳ thích không gian bếp như này luôn. Đây sẽ mua cho chị Trang cái này như này. Đây nó lắp một cái hộp như này nhé mọi người. Còn mọi người phải tự lắp luôn đấy. Ok, cái này thì có những cái mà đồ nó không to quá thì nó sẽ đặt trưng bày luôn, nó sẽ bày luôn ở đây để cho mọi người lấy. Nhưng mà những cái đồ nào mà to ấy, các cái tủ các kiểu ấy thì là nó sẽ để hết ở kho. Tí mọi người đi một lượt xong mọi người chụp ảnh số con cái số mà nó mã số nó ghi trên này này, xong mọi người xuống kho mọi người tìm là nó sẽ thấy. Chị ơi, chơi, ai chơi? Chị đến đây là thích lắm. Toàn đồ chơi này. Phòng này cũng được này. Làm cho Duy một phòng hồng như này. Toàn binh cửa là binh cửa. Kê đê được cầu cái này. Chị. Chị. À. Bấm. Yeah. Xem gì ấy? Duy. Đi. Chị chị. Go. Làm gì? Tay làm gì? Đây, bây giờ mình mua đồ xong rồi, chọn đồ xong rồi thì là sẽ đi xuống kho nha mọi người. Mọi người nhìn thấy con số ở kia không? Nó có số hàng, số dãy này. Đây này. Đấy, Caraco đang đi tìm đồ này mọi người. Mọi người phải chụp ảnh từ trước nhé. Còn có các cái con số, các cái dãy số ấy thì là mình đi tìm nó rất là dễ. Đây này, mình nhìn nó rộng không? Đây là tất cả các đồ này là mình mua về là toàn là tự lắp đặt hết nha mọi người. Mình thấy cái mô hình này nó ra khá là ok này. Nhưng mà không biết ở Việt Nam là đã có cái này chưa. Mình nghĩ là chắc có rồi. Nhưng mà nó chưa được phổ biến đâu. Nhưng ở bên Nhật thì cái này nó khá là phổ biến. Gì? Hãy. Bà cầm cho. Lấy cái gì? Gì? Nào. Ăn mì nhá, ăn mì nhá. Ok. Đam mê, đam mê nhỉ. Đam mê, ăn mì ra này. Không phải ăn mì à? Duy bây giờ này nói nhiều lắm rồi. Nói nhiều nhưng mà toàn nói tiếng Nhật thôi. Quên hết tiếng Việt rồi. Duy ơi, nhanh, đi đây. Duy, con ma đã bắt này. Wow. Chạy ngay. Wow. Sợ đó. Ooh. Ooh.
めっちゃ怖がっとう顔しと。そしてお化けおった？お化けおった？いや、まあ。まあな。まあおった？Còn bao nhiêu đồ nữa? Ôi, nhìn này, đấy. À, một đống rồi mọi người này. Không biết là để vừa cốc xem nhá. À mà ok mà nó khắt ra là... Ok. Ok. Come on. Bây giờ mình sẽ đi lấy nốt đồ nha mọi người. Mua nhiều dã man luôn. Chị chị. Chắc là cái này là 3 măng. Cái kìa. 3 măng kìa. Mua một đống đồ luôn. Mà cũng rẻ. Hết có hơn 3 măng thôi mọi người. 3 măng à? Ờ. Chắc là 3 măng. 3 măng chốt rồi à? いい買い物できたね。お姉さんが喜んでくれると思う。いい買い物できた。うん。じゃあ、次の動画を楽しみにしててください、皆さん。うん。Video tiếp theo là mình sẽ vào chuẩn bị hết các đồ ở trong nhà cho chị Trang, xong bắt đầu chị Trang chỉ việc vào nhà thôi. Mình sẽ tạo bất ngờ nhé. Vì là ngày mùng 8 là ngày chị Trang bắt đầu được vào nhà, nhưng mà chị Trang sẽ chưa chuyển nhà luôn, để bởi vì là chị đi làm rất là bận. Nên là ngày mùng 8 mình sẽ nhận chìa khóa trước, xong rồi mình sẽ chuẩn bị đồ cho chị Trang trước. Xong hôm chị Trang đưa cho chìa khóa cho chị Trang vào nhà là cái hôm ý nhà nó sẽ được đẹp hết rồi, tạo bất ngờ cho chị Trang nhé. Mình với cả Kanako lên kế hoạch từ trước rồi nhé. Chắc video này thì nó sẽ dừng lại ở đây thôi mọi người ạ. Hẹn mọi người vào video tiếp theo nhé. Nếu thấy hay thì like và subscribe để ủng hộ gia đình mình nhé. Bye bye. Bye bye. Chị bye bye. Ai coi chữ. Đúng rồi. Chà nè. Ba Trang đang đi làm rồi. Ba Trang mặc ở đâu bỏ cái vest ra là. Mà nó đi chạy. Đấy. Quán được Ba Trang này. Ba Trang làm quán được Hakata này. Ba Trang giờ này làm tiền quá quên hết cả cháu rồi. Ba Trang làm quán này gì đấy. Ba Trang làm món tamago con nát. Nhưng mà đứa này lại không ăn được tamago ấy. Ôi chí cả ta. Nào bỏ trứng nướng ở đây. Ôi chí. Ôi yakitori. Ôi xô. Yo cắt tà nè. Ôi chí. Dạ, cắt tà. Dạ. Ôi chí. Ôi chí. Chô. Hai ba. Chô. Hai ba. Chô. Hai ba. Ủa. Nước mắm. Kanako, đây là gan cá kimo với skete. Và sau đây skete đó. Skete đó. Skete đi kia. Skete. ウニすごっおいしい、好き、おいしい、本当
信じてない。セブンイレブンのお茶蒸しが一番好き。これも美味しいけど。すごい。初めて。めっちゃ美味しいやつ。食べてください。Thank you.